Tại ngày quay thêm phim nữa. Quay vậy? Dạ. Tiếp tục đi. Dạ. Máy này ghê quá. Máy này. Thô quá, thô ẩu. Dạ được chị. Hôm trai anh có đi đâu chưa? Dạ chưa ra khỏi thành phố. Chưa ra khỏi thành phố. Vậy là chưa. Về được bao lâu rồi anh? Đợt này anh về được bao nhiêu lâu? Dạ được cũng 10 ngày. Dạ. Nhưng mà anh định ở tới chừng nào lận? Chắc ở đây lâu đó, lâu dạ, à? Ở ăn Tết. À, ở Tết à? Dạ. Năm nay là ăn Tết hả? À? Dạ. Ra đi lẹ đi. Chồng ơi, ghê thiệt. Ghê thiệt. Dạ. Có dạ. Chuyện đó em. Cái đèn nó nằm ở dưới. Dạ. Có chuyện nhẹ. Dạ. 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 Là cuối tháng 12 thì nhà đi qua. À chị nhà con nay chị qua. Giáo dục ở
bộ giáo dục. Rồi đồng chí Nguyễn Bình Minh thì chắc anh biết rồi. Tụi tôi hai đứa, chị Minh và tôi đều ở trong ban liên lạc mặt trận trí, ban mặt trận trí bọn khu ủy Sài Gòn gia đình. Yeah. Tức là làm thành đoàn xong rồi cái chỉ rút tôi về ban mặt trận trí bọn. Dạ, thì sau giải phóng thì tôi làm chị Đinh này là nguyên là hiệu trưởng trường Đức Trí trước giải phóng. Yeah. Tôi thì nguyên là hiệu trưởng trường Tân Đức cũng trước giải phóng. Bây giờ sau giải phóng thì tôi là tổng thư ký của Hội Nhà giáo Trung ương Thành phố Hồ Chí Minh. Yeah. Hôm nay là hân hạnh được chị Sáu thay mặt cho ban trí bọn mặt trận đến gửi tặng cho anh hai quyển sách. Yeah. Để nói thêm về cái quá trình của mình như thế nào để hình để được hai cuốn sách này, cũng như vừa qua thì ban liên lạc mặt trận trí bọn, xin lỗi, ban mặt trận trí bọn thành ủy có được một cái huân chương anh hùng lực lượng vũ trang. Yeah. Và cho nên là chúng tôi cũng có cái huy hiệu đó. Thì anh Kiều Xuân Lâm sẽ nói sơ qua một chút về cái hoạt động mặt trận trí bọn để chúng ta ôn lại những kỷ niệm mà ngày xưa anh đã có nhiều đóng góp để chúng ta mới được cái ban anh hùng lực lượng vũ trang đó. Thì anh Kiều Xuân Lâm sẽ nói sơ qua, rồi sau đó thì chị Sáu Nở sẽ tặng anh và chúng ta cùng đồng đạo để gợi nhớ những cái gì và hôm nay chúng ta có thể làm tiếp những cái gì để bảo vệ cái thành tích mà của chúng ta đã đạt được trong cao thắng cái khu của luật sư đến nhà đầu tiên là Trần Đức Linh.
mà mới đi qua cái chung cư Cao Thắng là quê thẩm phán quê đó. Thì rồi sau từ đó mình đi xuống nãy nói là như ba con Dương Thi Lan, tức là Dương Văn Đại đấy. Và chỗ Dương Văn Đại thì gặp được thêm những người gần đó. Lúc đó thì thật ra thì tụi tôi thì ở trong khuôn ra, thành ra cũng không biết tên, cũng không có, nhưng là lần đầu tiên mới gặp lại những người mà mình cần biết của Pháp. Sau đó thì đi thẳng lên đại học. Thì buổi tối đó phải nói là cái buổi tối đầu tiên mà gặp lại tất cả những người cán bộ chiến sĩ của mình, những cái người mà có thể nói là những cái thời thầm lặng ở trong Sài Gòn. Cái cảm giác của nó thì rất là khó tưởng tượng, đi ngang qua cầu Sài Gòn để đi lên gặp về báo cáo lại. Thì nói cái điều đó, rồi sau đó thì cái thời gian là ban đầu đó thì gặp anh tương ứng rất nhiều lần. Cái lần mà chuẩn bị tương ứng là trong nước là cái lần mà cái đoàn của mình thăm các nước sở anh nhớ nhỉ? Cái đoàn đó thì cái đoàn ban đầu đó là có anh với là các anh đi theo cái đề nghị của thành phố đó, là đề nghị của Hà Nội đó, là trong cái đoàn của mình đi và nó đi thăm về họp rồi chuẩn bị rồi báo cáo rồi. Đó là những kỷ niệm mà tôi vẫn còn nhớ mãi. Thì sau đó thì tôi chuyển ra Hà Nội công tác ở ban quản giáo trung ương thì coi như là cũng không có cái gì gặp lại nhiều. Lúc bây giờ thì là đi lo với công việc chuyên môn đấy, thì nhắc nhẹ vậy đó để thấy rằng là thực ra thì mình cũng biết nhau nhiều. Cũng anh thì thực ra cũng như người trong nhà thôi, chứ cũng xa lạnh. Đấy thì phải nói rằng là cái ban của mình á, cũng như anh biết là tất cả những cái thành viên, những cái người, những cái tổ chức trong cái ban này, có thể nói là khi mà tôi được về công tác ở đây thì phải nói những con người và thực sự đó, thì càng về sau, tức là thời gian càng lùi đi, mình mới thấy rằng là một cái cơ quan, một cái tổ chức nó rất là đặc biệt của Sài Gòn, của miền Nam và của cái khu vực Sài Gòn, rất là đặc biệt. Và có thể nói là trong cái lịch sử của mình thì không có cái nơi nào có cái tổ chức như thế này. Và cũng chính vì nó quá đặc biệt và nó cũng độc đáo và nó mang cái tính rất là tính Sài Gòn, cái trí thức nhân sĩ Sài Gòn, vì vậy cho nên nó cũng chịu chung những cái số phận thăng trầm rất là vất vả. Vì vậy cho nên cho đến bây giờ đấy, người ta mới có những cái này. Thì thực ra những cái này nó không chưa có đối với chúng ta đó, thì với chúng tôi cũng vậy, nó chưa có phải là phản ánh một cách đầy đủ đấy, và cũng còn phải chịu những cái số phận cũng rất là đem chung cái này. Thì chỉ sáu là cái người cũng tham gia ngay từ đầu và cái mảng cái công việc thì giao là anh biết đấy, giáo thì các điều giáo mạnh lắm, theo đó là cái lực lượng đó là của mình này. Thì như vậy cho nên là cũng qua một thời gian thì mới thấy rằng là không thể nào không đánh dấu một cái sự kiện lớn như thế này sẽ là sự kiện như thế này. Mình biết là cái này nó chứng minh đó sự lãnh đạo của các mạng bây giờ, hay là cái tư tưởng chỉ đạo bây giờ rất là sáng tạo. Và khi mình tiếp xúc lại với những cái người cựu chiến binh ở quân Mỹ thì mình sẽ nói những cái phong trào không cầm súng, những người mà không có cầm súng cũng có cái sức mạnh mà không có cầm súng thì cũng phải là cũng được tạo nên một cái trong cái chiến thắng. Thì họ cũng ngạc nhiên vì họ cũng nghĩ rằng là cuộc chiến này nó chỉ là hai bên cầm súng, đấy điều là nghĩa vụ của quân đội, nghĩ như vậy. Mà mình có một cái lực lượng cùng với lại những cái người khác thì bạn nhân dân mới thấy rằng là phải ghi nhận cái điều này. Thì anh chị em tôi là cũng mà nó móc ra nhiều, hầu hết là các đồng chí mà anh biết rồi, rất là tiếc khi mà làm cái này cuối cùng thì các đồng chí lãnh đạo còn lại thì bây giờ thì chú Dương Quang Trung thì vừa rồi cũng mất, chú Nguyễn Duy Cương thì tôi thì vẫn quen, mà đó thì gọi là chú thì cũng như là chị sĩ tiến sĩ Dương Quang Trung thì là bị cái sự sống cho nên cũng rất là ảnh hưởng, không có đi lại được nhiều. Thì như nhân lễ
Nhưng mà anh đây là ủy ban cử cái đồng chí phó ban khen thưởng của thành
phố đó. Họ làm được và mới vừa ký xong thì ôm cái đó về liền để cho nó chắc ấy. Thì ôm về là ngày 28, ký là ngày 27. À, ký là ngày 27, ngày 28 là chỉ mang về. Ngày 29 là Nguyễn Tấn Dũng đại diện cho nhà nước và tặng. Thì như vậy ngay đó, để kể cái chi tiết này đó, để mình thấm thiết một cái điều đó là cái ban của mình là phải nói là không phải trong cái thời chiến đã là gian nan cực khổ, cái sức chiến đấu của mình mặc dù mình không có một cái vũ khí gì trong tay, nhưng mà ngay trong thời bình của bản thân chúng ta cũng phải có một cái cuộc chiến đấu khác tiêu cực như vậy. Cho nên trong cái này đó là ngày 27 mình chưa đi sang chiến, ngày 29 là phát trận. Không có cái danh hiệu nào, không có cái cơ quan nào, không có cái danh hiệu lớn như vậy mà lại phải rất là khẩn trương như vậy. Đấy, thì nói như thế để anh thấy rằng là hôm nay mang cho anh đến đây đó là lần sau đó là cả một cái tình cảm như thế của tất cả những người như thế này đó, mà tiếp tục để mà bảo vệ cái danh hiệu này. Rất là nhiều người đã khóc rồi, là nhiều người đã khóc được cái đó, là những người đó thì có đủ các tầng lớp. Mình nói là trí bận vậy thôi, nhưng mà thật ra là mình có đủ gia đình, có cả con em là sĩ quan, rồi mình có rất là nhiều phi công. Mình nói tên thì chắc anh biết là anh Phúc đó, Quỳnh Bá Phúc. Người phi công lái cái bay qua Long Tân, rồi mới đi qua Pháp tham gia hỗ trợ cái gì từ đây. Là cổ trước là Trung đó, đó là cũng một gia đình cơ sở, mà toàn bộ gia đình đã đều trong đây. Ở ngay cái cư xá Chí Hòa ở phía trước cái ông đó là chánh sự vụ của bộ thờ. Đấy, rồi có một cái bà con trai sĩ quan hải quân ở ngay cái cảng tân cảng của mình bây giờ. Chính ra đó là những người lãnh đạo của anh Chí Phật ở ngay và chính hạng nó lại lấy sự học cái này rất nhiều cái bậc quý đó. Dạ, thì để nói như thế đó để thấy rằng là cái mình đi chằn lại, mình đi tìm lại cái danh hiệu này chứ không phải là tự nó đến mà là để cho tất cả những cái người như vậy đó. Và như vậy trong đó là có rất là nhiều nhân sĩ trí thức của mình đã có thể nói là được ghi nhận rất là lớn lao trong thành phố, trong đó là có anh và rất là nhiều người bạn khác nữa. Thì như vậy cho nên là chính vì vậy cho nên đối với chúng tôi khi mang cái này đến cho anh á, là thực ra là cả một cái này thực ra là cái vinh dự của tất cả là được gặp lại anh, được trao cho anh. Và trao cho anh thì cũng còn rất là nhiều người vắng mặt thì cũng là qua anh để là anh có thể là kể lại cho tất cả những người gặp được để thấy rằng là cái sự nghiệp đấu tranh của nhân sĩ trí thức, một cái sáng tạo của miền Nam nói chung, mà trong đó là sự mà không có một cái cơ quan thứ hai trong cái lịch sử 80 năm ở Hà Nội là không có một cái không có đâu có. Tại vì như vậy cái nhân dân là nó thì coi là cái gì vậy, nhưng mà thật ra là thì muốn là nói rằng chính tất cả cái tình cảm tất cả mọi người thì hết sức là được cái điều là thì cũng xin trân trọng mời nhà giáo ưu tú anh là cái người lãnh đạo còn đi lại được với cái trạm tiếp lời biết kiện sinh trong khi xin có một vài lời như thế này quý sư. Thật thế mà nói đó thì giáo chúng ta trong phong trào lúc đó từ 54 tới 75 phong trào giáo nói chung trong khí thế chung của ban xây dựng một trật tự chính giáo từ đại học cho tới bộ giáo hồi xưa đó đều nắm hết lãnh đạo hết tập hộ, cho nên giáo sư nhớ những cái lúc mà xuống đường những đấu tranh đó là lực lượng giáo kéo cái đoàn biểu tình là mấy mà xuống ngay chỗ cái đại sứ Mỹ đó mà đòi mà đuổi tụi Mỹ về nước đó, thấy làm cái đẹp giáo mà phải nói là giáo mình lực lượng bây giờ mà từ đại học lúc bây giờ đó thì phải nói anh Kiệt anh Sơn Dân đó chứ đồng chí Bạch Đằng với lại là Phó Tổng nói chung luôn luôn để
là rất là ca ngợi cái lực lượng giáo mở đại học, trong đó có giáo sư rồi anh Chu Phạm Ngọc Sơn, rồi thì từ Giang Sơn, rồi Nguyễn Quy Ngọc hồi xưa đó, thì từ giáo đại học cho tới lúc bây giờ. Cho nên chính vì giáo là lực lượng tham gia trong cái phong trào đó mới động viên hỗ trợ sinh viên học sinh xuống được. Thì những nhớ những cái phong trào học sinh viên đó anh rút ra Mỹ rồi kia lúc bây giờ đây, thì phải nói là lực lượng giáo đầu tàu tất cả. Cho nên rất tiếc là cái hôm mà cái ngày lễ công bố là hôm 9 tháng 4 đó, 2012 đấy, đó thì Mặt trận Tổ quốc, tôi yêu cầu tất cả thư mà của cánh giáo thì giao cho tôi sẽ trao tới thôi. Nhưng mà Mặt trận Tổ quốc thì sợ vì trong đó có phiếu tiền, có phiếu mời gì đủ thứ đó. Thì Mặt trận Giải phóng, Mặt trận Dân tộc của mình đó, là nói để tự gửi. Cho nên thôi đâu có tới, và cuối cùng thôi là trả về cho đồng chí Sinh, chị Sinh Long. Cho nên hôm bữa lễ đó, cái đồng chí Hùng, phó chủ tịch Mặt trận nói sao dám vậy? Tại anh dành anh làm giao lưu thành ra người giáo của tôi không có tới được lắm. Tôi giáo sư biết không, cái hôm đó thì chỉ có Nguyễn Huy Ngọc là của Đại học Khoa học đó tới dự thôi, còn anh Chu Phạm Ngọc Sơn, anh Từ Văn Sơn là không có đi. Nhưng mà khi lãnh xong rồi đó thì chính anh Từ Văn Sơn với lại anh Chu Phạm Ngọc Sơn đến gặp Huy Ngọc đó. Huy Ngọc ơi, phải đoàn cho tôi được bộ này thì báo cho tôi phải chạy lên Mặt trận. Tôi nói với chị Dung chủ tịch á, trời ơi, ba đồng chí của đại học không có thư, các đồng chí gửi không tới, cho nên bây giờ phải giao cái giao cho tôi toàn bộ đó, tội nghiệp lắm, với lại tha thiết như thế. Vì ông Chu Phạm Ngọc Sơn anh thấy cái này mà mình không có thì phải lấy ngay. Đó là nghĩa là đây là nói chung cái tình cảm mà các đồng chí mình đối với lại một cái tư liệu, cái này thì tập thể trí tuệ viết mặc dù chưa đầy đủ nhưng mà cũng tương đối, cũng nói lên được cái tinh thần tình cảm mà lúc bây giờ đối với lại Sài Gòn gia đình, đối với quê hương đất nước. Cho nên nhiều người tha thiết, những người mà ở Pháp về nó nhà quá chị Bình Minh đều cứ kêu tôi phải làm sao mà phải trao tặng gửi đi. Cho nên khi nghe giáo sư về thì là anh em cũng nói làm sao cũng tới trước nữa, thăm chúc sức khỏe, hai đứa là tặng cái quà này để cũng là một cái kỷ vật ghi cái dấu ấn. Lúc đó thì giáo sư cũng đóng góp rất nhiều, hồi lên chạy là biết được cái đó, nói chung anh em cũng biết góp lao cũng nhiều trong lúc đó. Nên mà rất tiếc là hồi đó giáo sư không có đến dự được, tại vì thơ của Mặt trận Tổ quốc không có mời tới được. Thì hôm nay thì thay mặt công chí giờ Mặt trận tôi xin trao cái quà này đến giáo sư. Đầu tiên thì hai cái quyển và chỉ yếu chính thức nhân viên tiếp Sài Gòn một mình dân tộc, rồi cái thầy đây là cái Mặt trận. Em gắn cái này chị luôn, gắn là Lâm, gắn đây là cái kỷ niệm chương. Từ thời đó thì chỉ có anh Hồng Lưu Văn Trang thôi, nó không có cái danh hiệu thôi. Cái này là các bạn. Ê, mình đứng ở đây chụp cái hình luôn. Hôm nay vì sao nó từ khi nào anh về đó thì cũng coi như là cũng có cái dịp là cái gặp lại.